cô quậy chứ. Bé nhảy lên được đó. Ừ. Ừ mà ừ, rất cái bé này cô bi hết nghe chưa? Thấy rồi. Đi đâu rồi? Cha có bài chí gì là sao không biết không hiểu luôn, không điểm à? Cứ ai em ăn đang đủ 10 điểm là được. Biết rồi, hồi xưa bọn em gọi là cha bờ bài chi quen rồi. Bài chi he tiên trùng tiên, hồi xưa ăn tiên là tiên ăn tiên á đúng không? Nhớ rồi, nhớ rồi. Ăn hết quân rồi thôi đúng không? Sao nó bị gan vậy, do mấy đứa nhỏ này nó bị nay em đang nhỏ mắt chân mắt ra kìa. Wow, nó đổ gan lại hả? Dễ thương rồi. Bị mấy cái sao? Hai bị gan lắm chị, thằng 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 mấy chỗ tủ lạnh đó, để ra chỗ nó đó. Móng tay của em giờ tự nhiên nó yếu như vậy. Nó cụp 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 như vậy. Ôi, con ngáy sao mấy ngày nay gặp toàn mụn 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 cứng không á. Mụn cũng to mà đúng không? Ừ, to. Tự nhiên em chùa móng tay mà em thấy yếu nhát luôn nè. Mày chịu đau cũng dở. Làm em lo. Làm rất khỏe. Chiếc xà đậm á kìa. Ngay không có đi kỹ. Còn hơn người tiếng nữa. Chỗ cái lông mũi thì chập nhũ xíu nè. Đi gọi đào tiếp chứ. Mẹ nói như đúng rồi. Chi chiếc rồi nó nhiều gì. Cái này chị gọi là lý bánh đó. Đang tiếng đâu gọi là máy đúng không? Con Ly đi hồi tới đi chắc đi quải nữa hả? Con Ly hồi tới đi on the radio nữa hả? Đi vâng nè hả con Ly? Đi nếm bò con Ly. Hồi tới lên đùa đó. Bố mẹ có bộ đùa rất dễ thương này. Hả? À, giao tới mà váy đó à? Váy đó mới mua. Chắc đem thêm mặt cho tối nha. Bộ ngồi tới. Nó là đoạn đi luôn mà ta. Chắc vậy. Mà tao thấy nó thay đồ à? Hả? Còn Ly cũng đâu có thay đúng không? Ừ, hai bà đi đâu quá. Bà đi đâu quá, bà thay hết.
mà tới em lên lời em cũng không biết nữa. Con bay ăn nhất á. Tiếng lành à, bà đó bọn em gọi là bà câu cá. Ừ, đúng rồi đó. Đúng không? Đúng, đúng. Giờ nhớ chắc biết sao nhàn luyện tụ đơn á. Nhàn luyện tụ đơn cái gãi đùi gì trước. Ừ. Cho khỏe. Khỏe thì cũng không bao nhiêu. Đùi tái á. Đùi tái mình có mua thêm chi mình xích thì. Cũng dễ hả? Ừ. Ừ, khỏe. Hầu nhiều khi mình xách nhiều quá rồi. Nhiều đi má ba, hầu nhiều khi quanh đùi cũng có nữa. Mấy người ở bên Nhật gửi cái đồ Việt Nam thì gửi cho bên kia rất là khỏe. Đó bên chi? Gửi bên giao hàng cao tốc á. Ừ. Nhanh lắm. Bô lao. Nhanh nào mà hàng, chỉ có hàng điện thoại rồi thì lâu. Họ gửi máy bay nhanh nào không mà? Hàng điện thoại máy bay thì khoảng mười mấy 20 ngày khoảng đó, còn mỹ phẩm thì nhanh khoảng 10 ngày. Phí cô? Phí thì điện thoại chắc cũng có 1 triệu. Tiền bảo đảm nữa. Đi gửi người này người kia mẹ thật đem về mẹ lắm. Đúng bọn em nói con cao chứ. Được sao đi dắt qua hả luôn. Mình nói giỡn nên mình nói thiệt. Thẹn kiểu sống tình cổ mới kìa. Nhớ khá trời. Mỗi lần mà đi hốt lớp đi học lớp mới kìa. Gọi video rồi co rồi khá và tổng. Mình đang ở luôn kìa đó. Nên nói nha, biết gì chắc anh nói giỡn. Nói giỡn chứ thấy mấy đứa ở thời gian tháng chán. Ừ. Với lại biết làm ở luôn mình nó cũng không, cũng cuối cùng mình cũng là đi làm thuê mít. Ừ. Mình phải tập nghiệp cho mình chứ còn. Chung lại làm kiếm số giống gì mà. Ừ, chứ còn cứ phải. Ở mình nó cứ đi làm thì cứ mới làm thuê nhà mấy con trai mà, con gái thường vậy. Nói cho thôi chứ ơi mà qua đó bảo là của đi bà. Ở bên kia chán á, bởi riết chán á. Việt Nam mình làm xong về còn chơi bời với bên đó. Ừ. Chơi bời chứ. Hồi xưa nó hà cấp 3 đó, nó có hơi ông anh đi nước ngoài luôn á. Cái nó sướng lắm. Không có thở, nó dùng iPhone mình chẳng biết cái gì. Chung là sướng. Đầy đủ. Hồi xưa vậy thì mẹ dùng cái điện thoại iPhone tao nói thôi á. Hồi xưa iPhone 5 là mấy chứ? Ừ, thời nãy mà tao nói có cái điện thoại là dễ như là ai da đó. Lần đầu tiên mua cái điện thoại này yên. Hồi hồi trước giờ toàn ba mẹ cho tiền không à. Em cũng vậy, cũng có cảm ứng. Một cái gì nhất mà làm xong rồi đó. Ừ, mà em chưa mua cái này. Cái đây lần đầu tiên mua. Chưa mua cái mua là cảm ứng luôn. Ừ. Và cũng chưa, và tới bây giờ vẫn chưa mua. À. Mẹ mũi dứt cái chân nước quá. Má đi. Rung. Ừ, anh đủ nước mát rồi. Ghi chơi có để có động lực quánh thôi chứ ghi chi ghi điểm á.
tin vui, mấy nay đâu có chung tiền nữa đúng không? Ừ, giống như ghi cho có động lực để quách ha. Cái không ghi quách không không, không vui. Bye.